mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn là gỏi cuốn chấm mắm nêm. Và trên bàn của Quỳnh đây là tất cả những nguyên liệu mà hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị, gồm có là tôm với lại thịt là Quỳnh đã đem đi luộc rồi. Quỳnh sẽ cho vào chén là đường, 2 muỗng nước ấm. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho mắm nêm vào. Mắm nêm đâu Quỳnh sử dụng là nửa chai nha mọi người. Chanh vào. Mình nêm cho nó hơi hơi mặn mặn một chút xíu là được. Sau đó thì mình sẽ cho là thơm vào. Trong nước thơm thì nó cũng ngọt rồi đó mọi người. Đó mình sẽ cho tỏi ớt. Tỏi ớt với lại thơm bằm thì mình cho tùy thích. Và bây giờ thì mình được một chén mắm nêm để mà mình chấm với gỏi cuốn rồi đó. Quỳnh cuốn cái này thì Quỳnh cũng cuốn y chang như là mình cuốn gỏi cuốn mà mình chấm với lại tương thôi mọi người. Xà lách lên. Đợt trước thì Quỳnh cũng đã cuốn vài lần cho mọi người xem rồi đó. Cuốn một vòng về trước à. Rồi sau đó Quỳnh sẽ gấp này lại. Vuốt trên này. Gấp lại vuốt này. Vuốt trên này luôn. Mình quấn thêm một vòng nữa. Rồi sau đó mình sẽ cho tôm vào. Thêm một vòng nữa. Cộng hẹ vào ngay giữa. Quỳnh quấn hết luôn. Đó. Là Quỳnh đã có được một cuốn gỏi cuốn như thế này nha mọi người. Cuốn y chang tương tự luôn. Mình sẽ cũng cuốn một vòng trước. Gấp hai cái đầu lại xào. Cuốn một vòng nữa. Thịt. Rồi, cuốn luôn. Đây. Xin chào cô chú. Xin chào chào các bạn. Xin chào. Mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay thì Quỳnh pha nước chấm thì nó không có tỷ lệ mọi người, tại vì cái mắm nêm này á, có loại thì nó có luôn cả con cá, với lại có loại thì nó không á mọi người. Cái độ cái gì con? Sao được? Cái độ mặn của nó mọi người tùy theo cái hãng mắm tôm nè, tùy theo cái hãng mắm ruốc nữa, cho nên cái cách pha của nó thì mình phải pha theo khẩu vị thôi. Đưa đây mẹ lấy cho. Trời ơi mẹ ăn mà nó cứ kêu hoài. Rồi uống đi. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Nói nãy giờ ăn chung với Quỳnh biết bao nhiêu lần. Nó đã mà. Mùi mắm Việt Nam đậm đà. Hết sao? Hết rồi. Có uống nước nữa thôi sao? Để ăn cơm. Uống nước chi đi. Uống nước chi đi. Mà uống nước chi đi. Uống nước chi đi. Ngọt lắm. Mà mẹ uống nước chi đi. Mami uống nước chi đi. Uống này. Uống nước chi đi. Uống nước chi đi đủ cái gì? Uống nước chi đi bù đâu. Uống nước chi nhỏ. Uống nước chai nhỏ. Thôi uống nước đó đi, chỉ uống nước chi nhỏ gì nữa. Nó đâu uống nước cherry nhưng mà. Đủ rồi. Đủ rồi. Đổ rồi đó ha. Ăn rồi chứ mà giận. Không ăn mà phá mà.
Ở Nhật á mọi người, bây giờ ra thông báo khẩn giống như bên Việt Nam mình luôn hả? Không cho nhập cảnh mà cũng không cấp visa luôn nha mọi người. Qua tới Nhật là hết ngày hôm nay, bắt đầu ngày 28 mà tại sao tính giống như Việt Nam? Nếu mà lỡ vô rồi á thì sẽ bị bắt lại cách ly 2 tuần. Năm nay là khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà. Sao ngon? Không biết ăn được nhiêu củ mà ăn chi đi, chi đi ăn. Chi đi uống. Có ăn hả? Chi đi ăn. Cái món gỏi cuốn mà ăn gỏi miếng ngán luôn. Mấy bạn nam cũng biết sai nha mọi người, nhưng mà mấy bạn nữ bạn nào cũng mê mà. Chấm với lại mắm nêm hoặc là chấm với lại tương. Chi đi bưu đồ. Con ăn này xong rồi cho. Nó đòi lung túng à. Nó đòi gì mà nó không ăn. Quỳnh mua cái bóng tráng này mọi người, nó hơi bị mỏng á. Quỳnh cuốn nó bị bể, nó bị tét nè mọi người. Lúc mà Quỳnh quay thì không bị tét mà bây giờ nó mềm quá, tét ra hết trơn trời không. Hi. Mấy cái bánh tráng mà nhập qua đây bán mọi người. Muốn mua cái loại giống như bên Việt Nam á. Không có ngon mà mọi người. Hàng chán mà. Có sao ăn đỡ gì mà. Bên Việt Nam mình ví dụ như mình ăn hôm nay mình thấy cái loại này không ngon á, là qua lần sau mình đổi được có hiệu khác nha mọi người, mình còn có cơ hội lựa chọn. Còn ở bên đây mọi người, hôm nay Quỳnh cuốn nè, nó mỏng á, nó mềm á, nó không có dẻo mọi người, nó không dai á. Lần sau mua có cơ hội đổi lại khác cũng có mà. Nói chung là không có cơ hội lựa chọn. Dạo nào khủng hoảng kinh tế mọi người, cho nên Quỳnh không biết là giờ Quỳnh làm YouTube á, mốt Quỳnh có nhận được tiền YouTube Quỳnh cũng đang lo mọi người. Tại vì bây giờ tình hình ở Mỹ mọi người cũng trầm trọng quá. Mà Quỳnh làm YouTube thì nhận lương từ Mỹ, cho nên không biết sau này như thế nào mà. Làm ăn uống hay mình làm cái gì mọi người cũng phải có tiền, rồi cũng phải có động lực nữa mọi người. Mình yêu thích cái đó nhưng mà cũng phải có kinh phí nữa. Chi đi ăn. Chứ mà mình làm mà không có kinh phí mọi người. Chi đi uống. Không biết như thế nào. Money. À, cái này. Mommy chờ đấy. Mommy chờ đấy. Đợi mày hứa. Con gì nó có chú nghe. Con gì? Tên gì gì? Cái đó con gì con nói con chú nghe, con gì vậy? Con gì à? Hỏi con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con dượt là con gì? Con dượt. Anh nói giọng ngọng ngọng mà. Mà con dượt thế này. Con dượt. Con dượt là con gì? Con dượt. Con dượt hả? Con dượt. Con dượt sai rồi. Tên này con gì? Con dượt. Con dượt. Đồ ơi chú đấy.
Mami. Mẹ cho con. Mẹ cho con. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Yana, do say. Ủa bắt đầu Quỳnh hung lắm rồi đó. Nó kêu Quỳnh lắm. Thúi. Trời đất ơi. Mày phải tập ăn mắm để cho giống người Việt Nam chứ. Quỳnh đang ăn mắm 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 đen mọi người. Quỳnh hung nó, Quỳnh lấy mấy con vịt đó Quỳnh hung nó mà nó kêu Quỳnh thúi mọi người. Dễ sợ luôn. Ô tô. Ừ. Nó lại nguyên tô cơm không ăn nữa mà. Ở bên Việt Nam mọi người, hồi xưa khi mà mình còn trẻ, mình đang gửi cuốn này cao lắm 2 cuốn nha mọi người. Mà quên mấy giờ này mình thích lắm mọi người, mình ăn quá trời quá đất luôn. Mà mọi người thấy mình cuốn cái cuốn. Mình cuốn cái cuốn ngang ngửa như là ở bên Việt Nam bán nha mọi người. Cắn vô tấm ngọt ngất ngay luôn. Cái này con gì? Con gì? Con gì? Con gì con? Con gì? Tên tiếng Việt con là con gì? Con tiếng Việt con gì? Tên tiếng Việt nó tên là con gì sao? Con gì sao? Nó kêu sao? Dạ. Sao kêu sao? Không ăn giờ trên mà. Món này mà ăn xong mà có người yêu ấy hùng nhau tôi nói. Nhớ nhau ngàn đời mà. Nhưng mà người Việt Nam mình nghe mùa này thì chịu được mà. Người nước ngoài ta chốt tiêu rồi. Cái chén mắm nem này hồi nãy Quỳnh pha hơi nhiều quá. Để chút nó Quỳnh đổ cà pháo vô mà. Quỳnh ngâm mình ăn với cơm á. Thấm mới ngon mà. Đi đi ra đi. Dạo này tình hình dịch bệnh đó mọi người, cho nên mọi người mua về nhà ăn để đảm bảo sức khỏe nha. Làm giống Quỳnh nè, mua nhiều vậy mình ăn cả gia đình luôn. Tính ra Việt Nam mình đó mọi người, phòng chống dịch nó còn hơn nước Nhật nhiều. Ở Nhật mình ôm nấp lo sợ. Vô rồi. Vô quá. Vô quá. Cái tay cũng xa mọi người, đã bị sắp dầm á. Mà Quỳnh lấy ra cho nó hoài không được mà. Quỳnh khổ tâm ghê. Đặt bệnh viện mà nó đông mọi người, không đi gấp là chờ được cho nó. Mà nó nhà mình sót ơi là sót luôn. Vừa mới cầm tới cái tay của nó là bắt đầu là. Đâu cái tay cũng đau, cái nào chỉ cô chú coi thôi. Cái tay bên đây. Đau cái tay bên đây. Sao đau vậy? Sao đau cái tay. Sao đau cái tay cô chú? Ghê không? Quỳnh nói chuyện với mọi người mà nó hiểu mà. Quỳnh đang được mấy cuốn ta? Buồn nó ăn ghê hả? Quỳnh ăn còn thấy ghê lắm. Dưới sốt.
bắt đầu cắm dép nọ. Mười tháng hôm nay quần áo món này mọi người, mà anh xảo quẩn đóng cái cửa lại ổng để cho cái mùa mắm nêm nồng nặc cái phòng này ổng trốn. Bây giờ mình ăn người sắp xong nó bầu nó mới ăn mà. Nãy giờ nó chơi nó giỡn. Ngon không? Ngon lắm. Ngon, làm sao cho cô chú bước vào thầy. Ngon làm sao? Cái này nôi quá. Ừ. Mami chú đây. Bà chị. Rồi, bà lấy miệng rồi mẹ. Bà chị. Mẹ cho con cái ly khác. Bà chú đi tết. Rồi. Mẹ ăn xong rồi đó, sang đi. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh, mọi người bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah. Bye bye. Yeah. Bye bye. Yeah. Không biết. Không đi. Trời, nó tránh sao mà mọi người, nó nói Quỳnh thối vậy, nó nói chung. Thằng này chưa, mới có bài lớn mình nấu cá, mọi người chê mẹ thối không hung mọi người.